Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Vâng, kính thưa các bác, thì hôm nay là chúng em lại về được ít nọc bãi Hàn Quốc của Inken. Đó, thì mã của em nó là EQ3050C các bác nhé. Đây, zoom lại gần cho các bác này. Đấy, EQ3050C đó, Graphic Equalizer. Đó thì là đây chính là sản phẩm nọc tiếng của Inken. Đó thì bây giờ thì em sẽ tiến hành là bật lên để xem là cái chất âm và test thử cái chất âm của em này nó cho ra như thế nào nhé. Đó, Heno, đó các bạn, chữ nét chạy Heno luôn, là xin chào các bác. Đó, ở đây là các cái giải trắng của nó nhé. Và con này là kiểu như là cái nó hiển thị đèn nét là kiểu như là sáu băng đó các bác. Đó thì về đánh giá bên ngoài thì em nó thiết kế nhìn này, các bác nhìn này, riêng các cái nọc bãi nhìn khá là đẹp đúng không ạ? Từ cái chân này, các bác nhìn cái chân đế của nó rất là đẹp luôn, hai bên này nó nhìn rất là hầm hố. Nó còn bốn cái nút bên ngoài này là giúp là chúng ta có thể tăng chỉnh lên nhá, ví dụ tăng giải bát lên hay giải chép lên, hoặc là tăng lên tăng xuống. Đó là cái dấu cộng kia. Đó, còn đây thì con này nó có 6 kênh, từ 1 2 3 4 5 6, 6 kênh. Là 6 kênh ở đây là ví dụ như là các bác để kênh 1 là chuyên nghe nhạc vàng thì các bác chỉnh ở kênh 1 để nhạc vàng. Kênh 2 nghe nhạc sàn thì các bác chỉnh kênh 2 chế độ nhạc sàn. Đó, kênh 3 là kênh karaoke chẳng hạn, thì khi các bác hát karaoke các bác ấn kênh 3 cho em. Đó, thì là mỗi một kênh thì là nó rất là tiện, là các bác chỉ việc ấn kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4, kênh 5, kênh 6 là 6 kênh. Đó, nhạc trẻ một kênh, nhạc vàng một kênh, nhạc đỏ một kênh, đó, nhạc sàn một kênh, nhạc karaoke một kênh, đó vân vân. Và các bác thích đặt kênh nào như thế nào thì cũng được. Đó, và sau cái video này thì em sẽ làm một cái video, nếu như bác nào mà biết cách sử dụng rồi thì thôi, mà chưa biết cách sử dụng em sẽ làm một cái video hướng dẫn các bác cách cài đặt và chỉnh kênh cho con này. Và con này nó vừa về thì em hôm nay cũng khá là bận nên không có nhiều thời gian để làm một cái video hướng dẫn các bác được. Đó, cái video sau thì em sẽ làm cái video hướng dẫn. Và không những em mà trên YouTube họ cũng có rất là nhiều bài hướng dẫn cho các bác cách chỉnh con EQ này. Đó, là bây giờ thì em sẽ tiến hành là test cho các bác nhé. Test cho các bác một bài hát. Đó, em sẽ test một bài hát này. Đó, và chúng ta sẽ bật lên. Sẽ mở lại từ đầu cho các bác. Đó, tiếng nghe chép rất là lẩy nhá. Và em đang sử dụng là Donada mà. Donada mà các bác nhá. Các bạn nhìn cái đèn này. Đèn này rất là đẹp. Thôi em hãy về đi, chuyện tình đôi ta xin đưa vào huyền thoại. Đèn rất là đẹp luôn các bạn nhá. Bây giờ chỉnh từng nút một cho các bác xem này. Đó, cái này thì là mất đèn này. Tắt nó đi. Đó. Cái này thì là đèn nó thấp hơn nhá. Bao tháng ngày êm. Đó, chuyển sang chế độ nát này. Cái này thì chúng ta chỉ có hiện được tải thôi. Điều thuộc đắng trên môi. Đây là chuyển độ khác à? Em say đó. Đêm nay tiếng rất là hay đúng không ạ? Ta uống cho say quên đi. Và bây giờ thì em xin phép em test tiếp cho các bác một bài nhạc sàn. Tiếp tiếp các bạn một bài nhạc khoản nha. Đây, một bài tạm bài này đi. Đó. Đang để chuyển đây. Bài này không được hay cho lắm, em lại chuyển bài khác cho các bạn.
tìm một bài cho các bác nhé. Em sẽ test cho các bác bài nhạc trái phải, nét right. Đây ạ. Bài này test mới chuẩn này. Điệu luôn các bác ạ. Đầy đủ tiếng bát chép luôn các bác ạ. Các bác có thể thấy là cái chất âm của con nọc này nó cho ra tiếng rất là hay đúng không ạ? Đầy đủ các giải cho các bác luôn, nó cho đầy đủ giải bát, giải trung, giải chép cho các bác. Đó, tiếng rất là sâu, nghe rất là hay và thiết kế thì rất là độc lạ nhé. Đó, thiết kế rất là đẹp. Đó. Và hiện tại thì những cái con nọc này nó đang được bán tại Tuyên Vũ Audio. Thì các bác có quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn giúp các bác. Hoặc là các bác có thể gọi trực tiếp tới số 0978503822. Thì được biết em hỗ trợ, em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác thấy hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.